ธรรมดาไม่ก็ไม่ฟังนะโอเคโยไปไหนbánh đó hả? Ý bánh nữa, người ta đang kiếm bánh mà. Vô辛苦你们两个，一二楼地方，那地方有盐呢、啊。他叫是阿油。阿油。阿油。阿油。八分了。哦，八分了，才油到4瓶油去了。油是多少？Yến cà phê, bánh lớn.
cho số 3 mà. Số 3 là cái người từ 3 đến 5 tháng. Rồi bên đây đợt nập tàu lao nữa rồi đó. Bây giờ cái nào trước thì bỏ qua cái đó đi, cái nào đơn giản nó đi. Đơn giản thì số 3 đi. Từ 3 đến 5 tháng nè. Là 28 người. Đám người cái gì? Số 3 là một bộ hộp nước yến, một hộp cà phê. Đi rồi. Lên. Xong rồi à. Đây là cái mua hạt đen nhỏ đâu. Trời ơi, ngọt quá luôn. Vì ý là mình hôm bữa đó là hạt đen lớn hay nhỏ nè. Không phải, cái này tặng là ổng tính. Thì cho nên là cho nên bữa trời đó là cái nhỏ đó. Hiểu không? Ý là nó tặng cho nên là nó không mua thêm nữa. Tặng là chuyện đâu có liên quan. Nè bây giờ tôi dưới 3 tháng nè là 34 phần nước yến không? Lấy nước yến trước đi. Vậy nước yến rồi mình đâu cần nước bịch làm gì? Không bịch, tức là chỉ đủ 34 phần đi. 34 phần. Cái này là như 34. Chia ra bao nhiêu? 34 thì chia ra bao nhiêu? Mới chuẩn bị một đám khách tới là xong rồi. Chị kìa công nhân ở bên kia.